Xin chào tất cả mọi người mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần 50 câu tiếng Hàn nói về tiền phổ biến nhất. À, hầu như những câu tiếng Hàn nói về tiền thì mình đã tập hợp lại ở đây hết rồi, nên là mọi người có thể bóc ra và sử dụng cho phù hợp với cái tình huống của mình nha. Để khởi miễn 시작하기 Trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Để 시작하기 전에 따라 부셔. Làm theo mình nha. 돈이있어요ดูนี่있어요ก็เตงดูนี่อะไรล่ะเตงอิตาล่าก็คือจิรุโย่ใช่ล่ะอิตซอยู่ดูนี่있어요ตัวก็เตงหรือว่าก็เตงดูนี่ไม่있어요ดูนี่ไม่있어요ไม่ก็เตงมันก็ดูนี่อะไรล่ะเตงอปตาตัวก็ล่ะอปตาล่ะไม่คือจิรุโย่ใช่ล่ะอปซอยู่ không có tiền. Thốn nhiều rồi. Thốn đi mà này. Thốn đi mà này. Có nhiều tiền. Thu ở đây là tiền. Mạn thà từ gốc là mạn thà có nghĩa là nhiều có nhiều. Khi chia đôi vô sẽ là mà này. Bạn sẽ đọc là mà này. Ha chữ n này mình đi qua bên đây ha. Mà này. Thốn đi mà này. Tôi có nhiều tiền. Còn là có nhiều tiền.

돈을 줘요. cho tôi tiền. 네, 돈. ở đây là tiền. khi đi với ơn thì mình đưa cái bạch chim lên đây ha. cái ri cái nò này lên trên này nha. thành 돈을 줘요. chu từ góc là chu ta có nghĩa là cho. khi mà mình nói cho ai đó mà không có thể chủ ngữ thì tức là cho bản thân người nói ha. 돈을 줘요 tức là cho tôi tiền. 네, chu khi chiêu sẽ là 줘요. 돈을 받아요. 돈을 받아요. 영땡. 돈어이을이 돈을 받아요. 받다아어요받요받요 받다 돈을 받아요. 땡 돈을 빌려요. 돈을 빌려요. m ư mình có thun là tiền 돈을 lính âm lên thun từ gốc là 빌리다 có nghĩa là mượn đó mọi người và khi chi đu vô thì nó sẽ thành 빌려요 hai chữ r gặp nhau ở vị trí đầu tiên là chữ r đầu tiên vị trí bắt chim và chữ r thứ hai là vị trí phụ âm đầu thì chữ thứ hai mình sẽ đọc là l pilio 돈은 빌려요 Để mượn tiền 돈을 갚아요. 돈을 갚아요. trả tiền tức là mình mượn người ta xong rồi mình trả lại cho người ta mình sẽ sử dụng 돈을 갚아요. 돈 là tiền khi theo đuôi 은 theo cái chữ 은 này của cái cái gọi là trợ từ 은 này thì 돈을 nó sẽ luyến âm qua ha? 돈을 갚아요. 갚다, 갚다 đây là trả đó mọi người, trả trong trường hợp trả nợ gì đó thì là trả 갚다. để mình

kiếm à, thời nghĩa là kiếm. Khi chia vô sẽ là bỏ rồi Và khi mình đọc mình sẽ luyến âm đưa chữ r lên đây. Bỏ rồi u. Tốn ư bỏ rồi ư. 써요 ư sơ Xài tiền hoặc là sử dụng tiền. Tốn ư cũng theo trường hợp hồi nãy luyến âm lên. Tốn ư là tiền luyến lên là tốn ư. Đây sơ từ gốc của mình là sư Là xài sử dụng á. Nè, khi nó sẽ biến thành sò yô. 돈은 sò yô. 돈은, 주었어요. 돈을 주었어요. Nhặt được tiền. mình sẽ có 돈 là tiền. 돈을, luyến âm lên, 돈을. từ gốc ở đây mình có là từ chút ta, đó mọi người. từ chút ta. chút ta này nó có nghĩa là nhặt. cái ghi đó, ha. chút ta. Vì cái bất quy tắc của chữ biếp, pachim là chữ biếp, khi theo sau là nguyên âm, tức là bắt đầu bằng những cái chữ mà có chữ ngờ. Đó. Trong trường hợp này mình chia a -o -yo", mình chia du vô nên bắt buộc sẽ gặp chữ ngờ này nè. Thì đó là nguyên âm, a-o-u nè. Thì chữ up này, chữ bờ này sẽ biến thành u. Và biến thành u rồi, nên mình sẽ chia du vô thì mình chia là o-u. Mà trong trường hợp này là đã nhặt được rồi, nhặt tiền tức là mình đã nhặt rồi, nên là mình phải chia quá khứ thì thành 왔어요. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ bị chia thành chua sờ và khi mình đọc thì mình nhớ luyến âm lên ha hai chữ sờ này luyến lên đây một chữ thành chua sờ chua sờ thu sờ nhặt được tiền tiền nhiên tơ lơ rớt tiền mình có thun, đây là tiền, khi đi với ư thì mình luyến lên ha, thun toro tà mình có cái từ torocita, đọc là mình đọc là torocita hay luyến âm lên ha, tà có nghĩa là rớt, rơi rụng, tà là rớt ha, trong trường hợp này mình rớt ha, rớt mà đã rớt rồi nên là chia ở quá khứ và chia vô thì sẽ thành là toroccel, thun l. rớt tiền, bị rớt rồi nên mình phải chia quá khứ nha. 돈이 충분해요. 돈이 충분해요. 롯 ủ t 돈아래라땡 u n 이, 이, 충분하다. 충분하다. có 이 g 이 이, 충분해요. 돈이 충분해요. 충분해요. đủ 돈이 모자라요. 돈을 잠깐만, 잠깐만. 돈이 모자라요. 돈이 모자라요. 라티우띵. 돈베이면 돈이 모자라다. 모자라다. 지라 돈이 모자라다. 라티띵지루 모자라요. 돈이 모자라요. 티우띵 돈을 바꿔요.

thu nứa trả tiền, thu nứa lèo, mình có tôn. ở đây là tiền, đi với thì sẽ là thu và chỗ này r gặp n ở đây mình sẽ gọi là thu nứa lèo, nè, mình đọc nhanh thì thu nứa lèo, còn đọc chậm thì chậm thì thu nứa, nêu, Đấy. còn đọc nhanh luyến qua luôn hết luôn thì thu nứa lèo, có nghĩa là trả tiền ha, trong trường hợp này mình sử dụng khi là mình uh, đi mua đồ ăn á xong rồi mình trả tiền thì mới là thu nư lèo ha thu nư hoặc là mình đi học mình phải trả tiền học phí thì thu nư hoặc là mình trả tiền ăn uống cho bạn bè thì mình cũng sử dụng là thu nư 돈을 thu nư phụt gửi tiền ở đây là tiền đi với ư là thu 붙이다 từ gốc là 붙이다 có nghĩa là gửi á mọi người gửi bưu phẩm hoặc là gửi tiền thì mình sẽ dùng 붙이다 nè putida từ gốc là 붙이다 khi chia đuôi vô thì nó sẽ trở thành putchayo putchayo có nghĩa là gửi ha trong trường hợp này mình gửi tiền đi về quê hoặc gửi tiền cho ba mẹ gửi tiền cho anh em gì đó mình cũng có thể sử dụng cái mẫu câu 돈을 nên tiếp tục 돈은 nên cha chayo tiền hoặc còn có thể sử dụng thay bằng cái chất tài này bạn có thể dùng dụng in chu đeo thu nên in chu nên in nè tôn ở đây là tiền nè đi với ư thì mình sẽ luyến âm lên thu nữ nè chất tà chất này nó có nhiều nghĩa lắm các bạn có nghĩa là tìm kiếm hoặc có nghĩa là mình rút tiền các bạn rút tiền ở ngân hàng mình cũng là tuni tuni chất tà 돈을 찾다 찾다 khi chữ 요 sẽ là 찾아요 luyến ngắm lên là ha chim này luyến lên này 돈을 찾자요. họ rút tiền hoặc là 인출하다 in 인출하다 in này thường sử dụng ở cái trường hợp mà mình rút ở cây ATM thì thường mình sẽ thấy cái từ 인출하다 네, 돈을 인출하다 인출하다 cũng nghĩa là rút tiền ra các bạn xuất ra 네, khi sẽ là 인출해요 돈을 인출해요 Rút tiền. Thuôn ưl. Mùi sư theo. Thuôn theo. Xài tiền như nước. Nè, mình có. Thuôn ở đây là tiền. Khi đi với ưl sẽ thành là 돈을. ưl. Đọc là 돈을 ưl luyến âm lên ha. Mùi ở đây là nước nè. Sư ở đây là xài. Tích ở đây là giống hoặc là nghĩa là Giống giống như là nước vậy đó. Nè. Mùi sư giống như là xài nước vậy đó tha tạ thu nên tha tạ nguyên cái cụm này có nghĩa là xài tiền như nước ha cái này là cái cụm uh, gọi là khoảng luôn á những cái cụm mà từ mà nói không có thể mà dịch hết thẳng ra nghĩa mà mình sẽ hiểu nó hơi lóng lóng á là thu nên vừa xài tiền như nước thu nên ạc cho thu nên xài tiền tiết kiệm 돈 ở đây là tiền Khi đi với 을 là mình sẽ đọc là 돈을 아껴 Mình có nguyên cái cụm 아껴 Có nghĩa là xài tiết kiệm né. Khi chia đuôi yo nó sẽ trở thành 아껴 써요 Sài tiết kiệm 돈을 아껴 써요 돈을 낭비하다 돈을 낭비하다 Lãng phí tiền 돈 là tiền khi đi với ư là mình sẽ luyến âm lên thu nư nặng tia tà nặng tia tà có nghĩa là lãng phí nè khi chia đuôi vô sẽ thành là nặng pi hèo thu nư nặng pi hèo lãng phí tiền tiếp tục thu nư mù u thu nư mù u gom góp tiền thu ở đây là tiền là khi đi với ư thì mình sẽ luyến lên thu nư mù ư tà cái từ mà từ góp gom góp đó là, là, từ mộ ư đà. Khi chi ru nó sẽ bị biến thành mộ a yu. Thu nư bổ ai Gom góp tiền. Tu nư tai ơ. Tu nư ơ. Hái ra tiền. Nè. Tu ở đây là tiền. Đi với ư thì nó sẽ là tu nư. Ta ta. Ta từ góc là ta ta có nghĩa là hái bức chặt cái gì đó các bạn. Ta ta. Để, hoặc là mình có thể là mình uh, Đi lấy bằng gì đó mình Ví dụ như lấy bằng topic thì mình cũng nói là ta tạ Lấy quốc tịch thì mình cũng ta tạ được luôn ha? Lấy chứng chỉ mình cũng ta tạ được luôn Trong trường hợp này mình sẽ sử dụng Cái từ hái ta tạ vô sẽ hành tile Vậy thì tuner tile Hái ra tiền Ví dụ như là cái nghề đó hái ra tiền là Nghề làm youtube thì hái ra tiền Mình cũng có thể sử dụng tuner tile Tiếp tục 돈이 đi 돈이 들어요 đi tốn tiền. Thun ở đây là tiền. Khi đi với y thì mình sẽ luyến âm qua. Thu ni. Thu ta. Thu ta ở đây có nghĩa là tốn các bạn. Tốn thời gian, tốn tiền bạc thì mình có thể sử dụng cái thu ta này được luôn. Khi chia đu vô sẽ thành thu đò yu. Mình sẽ luyến âm lên nha. Thu đò yu. Thu ni thu Tốn tiền. Thu ni. Ý Thu ni đánh mất tiền là mất tiền á mình sẽ dùng câu này ha. Thun ở đây là tiền khi đi với Ư thì mình sẽ luyến âm lên. Thun. Rồi cái chỗ này có cái quy tắc nha mọi người. Đầu tiên là mình thấy là cái chữ il tà này nó có bạch chim là r mà cái chữ hờ bạch chim là chữ hờ nè. Theo sau nó là chữ ngờ thì chữ hờ này câm không còn được đọc nữa. Vậy thì nó đã không còn đọc được nữa rồi thì mình sẽ luyến âm còn lại. Cái âm r này nó sẽ bị luyến lên đây đó là quy tắc luyến âm á, mình luyến lên, luyến lên, tại vì bạch chim cái từ phía trước mà có bạch chim và từ phía sau bắt đầu bằng chữ ngờ này nè, tức là nó có nguyên âm á, nguyên âm là thường là bắt đầu bằng chữ ngờ này, thì cái bạch chim của cái từ thứ nhất này, cái từ phía trước này sẽ bay lên làm cái phụ âm đầu của cái từ tiếp theo nó bay lên thay vị trí của chữ ngờ ha, nên trong trường hợp này mình sẽ đọc là

là một cách tùy ý, tùy tiện mình theo sau thường là động từ ha. ví dụ như nói chuyện tùy ý hamburro rư hèo hoặc là à, làm việc tùy ý hamburro hèo làm cái gì tùy ý mình sẽ hamburro và cộng với động từ phía sau ha. trong trường hợp này nó là sư soi ồ từ gốc của nó là sư tà có nghĩa là xài á. vậy thì hồi nãy mình có học tuners sư tà nghĩa cụm này là xài tiền. vậy thì bây giờ mình thêm cái chữ hamburro này vô là xài tiền vừa bãi ha. Sư ta nhớ là sư ta khi chi du sẽ thành xôi ơi nha mọi người. Đồng bơ lạc ấy, 맞아요. Đồng bơ lạc ấy, 맞아요. Chúng mấn. Ở đây mình có thôn bơ lạc, thôn bơ lạc này làm cái số tiền lớn từ trên trời rơi xuống số tiền mà tự nhiên có thì mình sẽ gọi là thun beo thun beo rắc cái là chúng chúng mánh à chúng mánh là vô mánh vô số tiền lớn tự nhiên đâu vô ví dụ như mình trúng số thì mình cũng có thể thun beo rắc cái bà hoặc là mình mua miếng đất nó có ít tiền à nhưng mà tự nhiên cái đột nhiên nó tăng lên gấp hai chục lần là ô thun beo rắc cái bà trời thế mình chúng mánh à hoặc mình có thể chia đôi quá khứ cho nó là bà tôi đã chúng mắn bà Tiếp tục, 돈을 돌려줘요, 돈을 돌려줘요, trả lại tiền Trong trường hợp này mình mượn tiền xong rồi mình trả lại tiền Hoặc là mình, uh, trong trường hợp mượn tiền trả lại tiền thì nó hợp lý nhất rồi 돈 ở đây là tiền, khi chi với ư là 돈을, lấy ngâm lên 돌려주다, 돌려주다 là trả lại trả lại cho cái người đã mà hưởng, ha, cho mình mượn ha thủ lơ ta khi chia đôi sẽ là thủ lo chúa thủ nên thủ trả lại tiền thủ nên nhân hết nhân hết nên nhân hết biển thủ tiền cái này từ này thì mình hay xem ở trong tivi xem trong những cái phim hoặc là xem thời sự thì hay có cái từ hình nhân ha ta ha tôn ở đây là tiền khi đọc với ơn là 돈을 ưu henyon tà là biển thủ mình chiếm đoạt á mình chiếm đoạt tiền của người ta làm tiền của mình thì gọi là biển thủ rồi henyon ha vì mình đã biển thủ rồi nên là khi chia vô mình sẽ chia quá khứ henyon hết hết biển thủ tiền 돈을 지불해요 돈을 지불해요 돈 지불해요 thanh toán tiền 돈은 어디는 돈이 k h 을 thì 돈을 지불하다. 지불하다. 아니요, l i ế 하 지불하다 c r sẽ l 지불해요. 지불하다. 그게는 지지불해요 네, 돈을 지불해요. 땡, 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 돈을 관리해요. 돈을 관리해요. 돈을 관리해요 quản lý tiền thun ở đây là tiền khi đi với ư, nó sẽ là thu nơ luyến âm lên chỗ này là 관리하다. quản lý ha ta, Quản lý ha tà chỗ này mình đọc là l ha chỗ này là r luôn nè chỗ này biến thành chữ r Quản lý ha ta có nghĩa là quản lý khi chia đuôi vô sẽ thành khoa li hiểu quản lý tiền thu nơ quản lý hiểu thu nơ mà rõ thu nơ mà rõ

Bạn tư đòi ô. À, chẳng cảm chỗ này tiếng Việt tính tiếng, tiếng, tiếng phiên âm ha sai nha. Thu nên mạnh tư rồi ô mới đúng nha mọi người. Mạnh tư rồi là làm ra tiền. nên thu ở đây là tiền. Thu nư luyến âm lên. Thu nư mạnh tư tà mạnh tư tà là từ gốc có nghĩa là làm tạo ra. Khi chi đu vô sẽ làm bạn tư rồi ô. Các bạn nhớ luyến âm lên nè. Cái chữ R này luyến vào chữ ngò này nè. Thì nó thành là rò. 만들어요. 네, 돈을 만들어요. 라라 돈이 필요해요. 돈이 필요해요. 깡땡. 돈라땡 Khi đi v 돈이 필요하다. 필요하다. 루하필요해 아, 필요하다. 필요하다. cũng i i 필요해요.

Không có sử dụng từ này mà mình sẽ nói cần cái gì đó thì mình sẽ chỉ sử dụng là 필요하다, không cần thì 필요 없다. Tại nhiều người thấy có 없다 thì sẽ nghĩ là có 있다, tuy nhiên không phải ha. Trong trường hợp này, 돈이 필요 없다, tức là không cần tiền, 필요 없다 không cần. Khi Jiruyo sẽ là 필요 없어요. 돈이 필요 없어요. 이거는 없어요. Không cần tiền. 돈은 훔쳐요. 돈을 훔쳐요. 안정 돈. 돈을 훔치다, 훔치다 등어 안정 하. 기 요술한 훔쳐요. 돈을 훔쳐요. 안정 돈. 돈을 손에 봤어요. 돈을 손에 봤어요. 또 허우 또 o 아떠 돈 ở đây là tiền khi đi với 을 thì nguyên âm lên, 돈을 손해 봤다. 손해 봤다 là bị bị thiệt hại á, bị hao tổn thì mình sẽ dùng 손해 봤다. 손해 là bị hao tổn bị thiệt hại nè. 봤다 này đây là nguyên cụm Vì đã bị hao tổn thiệt hại rồi nên mình chia đuôi quá khứ là 손해 봤어요. 돈을 손해 봤어요. Bị tổn hao tiền bạc. 돈을 돈을 물려 받았어요. 돈을 물려 받았어요. Thừa hưởng tiền. 돈 tiền. Thì mình âm lên. 돈을 물려 받았어요. 돈을 물려 받았어 돈을 물려 받았어요. 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 ở chỗ này mình sẽ đọc là r hai chữ r gặp nhau ở vị trí patachim và vị trí phụ âm đầu thì chữ thứ hai mình đọc là l mu l pata vì đã nhận rồi nên mình chia thì quá khứ atso thu ni l pata so thu tiền thu thủ rồi thu ni thu rồi tiền xây vòng hoặc là xây vòng tiền tôn ở đây là tiền khi đi với y thì mình sẽ luyến âm lên thu đà là xoay vòng đó, các bạn quay vòng nè khi chia đu vô sẽ thành thủ rài ô các bạn sẽ liếng âm lên thủ rài ô chữ r luyến lên chỗ này nha thủ ni thủ rài ô tiền xoay vòng tiền tức là uh, tiền á mình xoay vòng vốn á tức là mình lấy cái này mình đắp vô cái kia mình xoay vòng 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 thì nó sẽ gọi là thủ ni thủ rài ô nha mọi người thủ ni nài ô hoặc là thủ ni sinh trời ô thủ ni đài ô. 돈이 생겨요. Có nghĩa là có tiền. Có tiền này á có nghĩa là từ nọ tà với từ sen ghi tà này là phát sinh ra phát sinh ra tự nhiên là có tiền á các bạn chứ không phải là giống như ít tà là có tiền mà ít tà đó ha ít tà là mình có tiền trong tay mình còn này là tôi ni sen rồi tức là mình không có tiền cái tự nhiên tiền xuất hiện tức là lúc đó mình có tiền thì mình sẽ sử dụng tôi ni đại rồi ni tôi là tiền đi với y thì là thu ni Nada. Nada là xuất hiện, thoni nada xuất hiện tiền tức là có tiền. Né, tương tự 생기다 cũng là có xuất hiện luôn, 돈이 생겨요 có tiền. 돈에 관심이 없어요. 돈에 관심이 없어요. Không quan tâm đến tiền. 돈 là tiền, e mình sẽ đọc là thone vào vào tiền hoặc là đến tiền ha. 관심 là quan tâm quan tâm itta là có quan tâm mình có nguyên cụm quan simi ta, là có quan tâm mọi người nhớ là quan simi nha tại vì mình luyến âm lên nhớ là luyến âm lên hả rồi khi chia đuôi vô thì chỗ này quan simi ta sẽ được chia thành quan simi itsoyu nè có nghĩa là không có quan tâm thu nè quan simi không quan tâm đến tiền

Thun là tiền, thọ mi là cái đóng. Đó. Thun thọ mi là đóng tiền. E có nghĩa là ở hoặc là trên ha. Trong trường hợp này mình có ulla anh ta. Ulla anh ta là leo lên rồi ngồi á. Leo lên rồi ngồi đó sẽ là ulla anh ta. Khi vô sẽ là ulla anh tayo. Bạch chim ở đây là bạch chim đôi. Thì một chữ giữ lại cho chữ đầu tiên. Còn một chữ thì cho đi chữ thứ hai sẽ là ulla anh ta đôn thềm đi, ngồi lại anh cho em, ở trên nóc đống, đôn xe đạp lên xe đạp lên heo, rửa tiền, thuôn, đây là tiền, xe thắt ở đây là mình giặt á, mình giặt cái gì đó mình cũng gọi là xe thắt, thuôn xe thắt ở đây có nghĩa là rửa tiền, và mình đi với cụm ha tạ, thuôn xe thắt kha tạ, có nghĩa là rửa tiền, khi đưa vô mình sẽ bỏ vô thôi, đôn xe đạp cứ heo rửa tiền nè, những cái người mà uh, lấy tiền công để làm uh, tiền riêng rồi người ta đem tiền đó chuyển từ chỗ này qua chỗ kia thường gọi là rửa tiền nè rửa tiền thì mình coi phim này mình biết rửa tiền là gì rồi ha nè thu nên xeo nên xeo đếm tiền mình có thu là tiền khi đi với ư thì đó là thu nên đứng âm lên xe tà xe tà trong trường hợp này mình đếm mà đếm có bao nhiêu tiền thì mình sẽ thủ nên xeo đi chi đu vô phun ủ sấy ủ, ném tiền, in tiền, hoặc là đút ra tiền ha, tiền, tiền ở đây là tiền, tiền là tiền đi với ơn là tiền, chích tả chích tả là in là đút là in ấn á, mình cũng dùng chích tả, chích tả khi đi với duy hô sẽ là chi còi ó, lính ngâm lên ha, chữ cò ở đây mình sẽ đưa lên đây, chi còi ó, thủ nữ chi còi 인 돈을 먹어요. 돈을 먹어요. 돈을 먹어요. 앙땡. 네, 돈 라땡. 을면 돈을 먹다라 앙. 티지요라 먹어요. Luyến âm lên nè chữ cờ thì mình luyến lên đây bò gò du Trong trường hợp này mình sử dụng khi mà uh, Ví dụ như ai đó ăn tiền của mình Ví dụ như là <laughs> um, Bình thường ở Việt Nam thì hay có trường hợp ăn tiền này lắm Trường hợp ví dụ như là uh, Mình đi làm giấy tờ gì á Người ta ăn chặn tiền của mình á Người ta bắt mình trả nhiều tiền Thường mình ăn tiền <laughs> Nên Thủ nữ bò gò du Thủ nữ xung chờ Thủ nữ xung chờ Giấu tiền 돈 là tiền. Đi với ư là thủ nữ. Sum ki ta, sum ki là giấu giếm che đậy cái gì đó các bạn. Sum ki mình đi với đu vô sẽ thành sum chờ vô. Thủ nữ sum chờ giấu tiền. Từ cuối cùng, từ cuối cùng của ngày hôm nay, thủ nữ bu chờ vô. Thủ nữ bu chờ vô, rải tiền. Thủ nữ, tôn ở đây là tiền. Đi với ư thì mình sẽ liếng lên. Thủ nữ. Burita ta là xịt rải trải gì đó Burita khi chi đi vô sẽ là Burayu Burayu là rải tiền để phần này thì thường là mình trải tiền ra để cái dạng như là mình có thể hiểu theo nghĩa đen nghĩa bóng luôn mình trải tiền ra cũng là Burita cũng được còn hoặc là mình rải tiền ra để mà mình ví dụ như là mình muốn đi vô cái chức đó làm thì thường người Việt Nam mình thì hay tức là mình sẽ đi uh, đưa tiền đút lót người này người kia thì thường nó cũng gọi là Thu Ninh Phú Đệ ở nha mọi người nè, đồng Hôm nay phần bài này chỉ tới đây thôi nha mọi người Nếu mọi người muốn uh, mình hướng dẫn cho mọi người những cái phần nào có liên quan đến uh, Uh, cái nội dung gì thì mọi người có thể để lại cái comment ở bên dưới mình sẽ xem xét và sẽ làm những cái nào mà phù hợp nhất cho nè, 그러면 오늘 여기까지입니다 수고하셨습니다 다음 시간에 또 만나요 네, 그때까지 안녕히 계세요 hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo 안녕